Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Và những ngày qua thì mình nhận thấy là có rất nhiều bạn quan tâm và tìm hiểu về một cái chiến thuật phải nói là căn bản nhưng mà lại là rất mạnh. Nếu mà nắm được nó thì rất mạnh, đó là chiến thuật Trick Room. Và chúng ta biết được rằng Hatterene chính là Pokemon có thể set up Trick Room một cách an toàn và ổn nhất. Và bên cạnh chiến thuật Trick Room thì vẫn còn một cái chiến thuật nữa mà mình đã đề cập trong video về các Pokemon hệ tâm hệ siêu linh của mình, đó là chiến thuật sử dụng sân môi trường sân đấu siêu linh cùng với lại chiêu thức cực mạnh trong môi trường này, đó là Expanding Force. Và Indeedee chính là Pokemon sử dụng cái chiến thuật này tốt nhất bởi vì có ability Psychic Surge. Tuy nhiên cuối tuần qua thì mình có xem được một trận đấu thuộc Winner Cup 4. Các bạn đừng hỏi mình gì về cái giải này bởi vì mình căn bản là mình cũng không biết, mình chỉ thường lên YouTube và coi những trận đấu PvP của các giải đấu này thôi. Và trong khi theo dõi cái trận đấu của cuối tuần qua thì mình đã xem được một trận đấu thì có một trainer chuyên sử dụng chiến thuật Trick Room cùng với đó còn là Expanding Force nữa. Theo bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ là hai chiến thuật này mà kết hợp lại với nhau thì thực sự là quá hoàn hảo đúng không? Nó sẽ rất mạnh. Nhưng mà thực chất nó lại không như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ mang trận đấu đó đến với các bạn để các bạn có thể thấy rằng chiến thuật Trick Room cũng như là Psychic Surge, Expanding Force nghe thì có vẻ rất hoàn hảo nhưng thực ra cách bẻ gãy chiến thuật này nó trong cái trận đấu này nó là một cách gì đó rất là đơn giản. Ok, và cái trainer mà chuyên sử dụng Trick Room mà mình vừa nói đề cập ở trước đó là Ben Madigan. Thì đây là đội hình của anh ấy. Thì các bạn rõ ràng có thể thấy Pokemon setup Trick Room ổn nhất hiện nay Hatterene có mặt ở đây. Còn Pokemon sử dụng có thể phát huy được Expanding Force một cách tốt nhất là Indeedee cũng có mặt trong đội hình. Bên cạnh hai Pokemon này thì còn có cả Dusclops. Dusclops cũng là một Pokemon có khả năng setup Trick Room nha, mà cũng rất trâu và setup Trick Room cũng rất tốt luôn. Nên là đây là một đội hình chuyên về Trick Room hoàn toàn luôn ấy. Ba cái tên còn lại là Venusaur, Glacier và Torkoal thì có thể nói là có sức tấn công nói là ở mức ok, tốt. Nhưng mà tốc độ thì lại không được tốt lắm. Nên là đặt vào Trick Room là một cái môi trường thi đấu rất là phù hợp cho ba cái tên này. Trong đó thì còn có thêm cả Torkoal. Và Venusaur, Torkoal thì có thể setup thời tiết trời nắng. Còn Venusaur thì các bạn đã quá rõ rồi là một sweeper hạng nặng trong thời tiết trời nắng. Nên là đây là một đội hình có thể nói là rất thiên về môi trường, về chiến thuật, về sân đấu. Và nhìn chung là khá là tốt, khá là mạnh. Và đối đầu với Ben sẽ là Leonardo Bonanomi. Thì đội hình của Leo thì khá là... mình cũng không biết phải dùng cái chiến thuật nào ở đây để nói về cái đội hình của Leo nữa. Nhưng mà có một điều mình nhận ra là hệ của các Pokemon bên phía Leo thì có vẻ là đang nhỉnh hơn, tốt hơn, khắc chế được các hệ của Pokemon bên phía Ben. Nhưng mà về mặt chiến thuật thì mình không nhìn ra được đây là một cái chiến thuật gì. Căn bản là trình độ PvP hay là kinh nghiệm PvP của mình vẫn còn là khá kém. Nên nếu các bạn có thể nhìn ra được cái chiến thuật của Leo thì có thể comment phía bên dưới cho mình biết nhé, cũng như là các bạn khác có thể am hiểu thêm. Nhưng mà khi xem trận đấu này á, thì mình các bình luận viên vẫn đánh giá cao về chiến thuật và đội hình của Ben hơn, bởi vì như mình đã nói Ben Trick Room và chiến thuật Expanding Force là một cái chiến thuật gì đó công quá mạnh, nên là Ben rõ ràng là nhỉnh hơn bên phía, được đánh giá cao hơn Leo một chút. Ok, và giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu nhé. Leo sẽ ra sân đầu tiên với Spectrier và Galarian Moltres. Ben thì ra sân với lại Hatterene và Indeedee. Rõ ràng chiến thuật vẫn là gì? Setup Trick Room. Và Indeedee thì cũng vừa sử dụng Ability Psychic Surge để setup môi trường sân đấu siêu linh trên sân. Ok. Và lượt đầu tiên thì Hatterene chắc chắn là setup Trick Room rồi. Đây là chiến thuật gọi là căn bản của Ben. Còn Indeedee thì sẽ làm gì? Indeedee thì bây giờ có thể sử dụng luôn Expanding Force cũng được. Nhưng mà căn bản vì Moltres sẽ không được ảnh hưởng bởi Expanding Force vì mang hệ bóng tối. Nhưng mà Ben vẫn quyết định cho Indeedee sử dụng Expanding Force. Còn Leo thì cho Spectrier sử dụng Snore, một chiêu thức tấn công mà có khả năng làm giảm Special Attack của mục tiêu. Vậy là Special Attack của cả hai Pokemon bên phía Ben đã bị giảm, đảm bảo. Sau đó thì Galarian Moltres sử dụng Fiery Crash nhưng mà vẫn không knock out được Hatterene và Indeedee. Với việc Special Attack này bị giảm, Indeedee không gây được một lượng sát thương quá lớn cho Spectrier. Còn Hatterene thì đã setup thành công Trick Room.
mục đích đầu của Ben thì có vẻ đã thực hiện rất tốt khi đã setup thành công Trick Room. Từ giờ thì Hatterene sẽ là Pokemon di chuyển đầu. Ben có vẻ vừa Dynamax, vừa quyết định Dynamax Hatterene. Còn Indeedee thì sử dụng Follow Me. Và Ben đã Dynamax Hatterene. Hatterene hình như là có mang theo Dazzling Gleam nên là vẫn khắc chế được Moltres, không đến mức quá tệ. Dù cho là đây trên sân hiện tại là hai Pokemon hệ siêu linh nhưng mà không đến mức quá tệ. Vậy là Leo cũng biết được điều đó nên là đã sử dụng Protect bảo vệ cho Moltres không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức Dazzling Gleam dưới hình dạng là một chiêu thức G-Max, G-Max, Smite. G-Max Smite vừa knock out xong Spectre luôn. Có lẽ là vì Hatterene mang theo Life Orb nên là lượng dam gây ra được tăng nên mới có thể knock out được Spectre. Và hiệu ứng phụ của G-Max Smite là khiến cho các Pokemon bên phía phần sân đối thủ bị bối rối. Thì Moltres đang bị bối rối. Lendorus ra sân có Ability Intimidate nhưng mà hai Pokemon bên phía Ben đều là Pokemon chuyên về tấn công đặc biệt nên là cái này không quá ảnh hưởng. Intimidate không quá ảnh hưởng đến hai Pokemon này. Lợi thế vẫn khá là nghiêng về bên phía Ben. Loại được một Pokemon set up được Trick Room có môi trường sân đấu. Và cũng có thể nói là đang hệ thì cũng đang khá ok. Biết được một chút gì đó bất lợi nên chắc là Leo đã thay Moltres ra thay vào một Pokemon Tanker Registeel. Leo quyết định là Dynamax Lendorus. Dynamax Lendorus để làm gì ta? Indeedee buff thêm dam bằng Helping Hand cho Hatterene. Hatterene sử dụng Magma Storm, một chiêu thức dưới hệ là hệ siêu linh. Không đủ dam để KO Lendorus. Lendorus sử dụng Max Quake tấn công vào Hatterene và KO luôn Hatterene. Vậy là Hatterene mất khả năng chiến đấu. Mà Max Quake hình như còn tăng luôn cả, đúng rồi, Max Quake còn tăng luôn cả Special Defense cho Lendorus và Registeel. Một nước đi khá hay. Vậy là mục đích chính của Leo là Dynamax Lendorus và sử dụng Max Quake để tăng thêm khả năng phòng thủ đặc biệt cho các Pokemon của mình. Chắc là để tránh việc phải hứng thêm vài đòn Spending Force nữa đến từ Indeedee. Ben thay Torkoal vào sân. Torkoal có Ability Drought và thời tiết trời nắng đang hoạt động. Vậy là trên sân hiện tại là đang có cả ba thứ đang hoạt động. Đó là thời tiết trời nắng, Psychic Surge, môi trường sinh đấu siêu linh và Trick Room. Ba thứ đang hoạt động trên một phần sân, trên sân luôn. Và ba thứ này đều khá là có lợi cho Ben. Đúng là một nhà chuyên setup sân có khác. Protect. Registeel thì chắc sợ những đòn đánh hệ lửa của Torkoal nên là đã sử dụng Protect. Lendorus cũng sử dụng Protect luôn. Một lượt đấu mà không có Pokemon nào có thể gây dam. Torkoal thực chất không phải là một Pokemon tấn công quá mạnh. Pokemon này lại chuyên về phòng thủ, có sức phòng thủ vật lý cao. Nhưng mà với Eruption thì lượng dam là tính theo HP nên là Torkoal vẫn có thể gây một lượng dam khá lớn cho Registeel. Torkoal được thay thế bằng Dusclops. Một nước đi. Nước đi này thì chắc là để setup Trick Room lại, bởi vì có lẽ là Trick Room sắp hết. Mình nghĩ vậy. Chắc là Trick Room sắp hết rồi nên là Ben phải làm vậy. Chính xác luôn, Trick Room hết, Torkoal ra là để setup lại Trick Room. Chứ bây giờ với đội hình này thì Torkoal đang là Pokemon gây dam chính cho team của Ben nên là phải bảo vệ Torkoal. Mà Torkoal mà không có nằm trong Trick Room thì tấn công khá củi bắp bởi vì tốc độ quá chậm. Indeedee nãy sử dụng Protect rồi nên là bây giờ chắc là Ben không muốn sử dụng Double Protect, khả năng thất bại là hơi cao. Nên là chắc quyết định tấn công, anh quyết định sử dụng Expanding Force lên Lendorus.
nếu mà tấn công được thì chắc là cũng KO được Lando Rush chứ chẳng đùa. Và để xem bên kia, bên phía Leo sẽ làm gì. Một nước đi nó là khá hay của Leo khi mà thay Lando Rush ra và thay vào Moltres. Moltres lại không chịu ảnh hưởng của Expanding Force nên là Indy lượt này là vô dụng. Registeel thì vừa setup với lại Iron Defense. Registeel bây giờ là khá trâu rồi đó. Mục đích của Dust Globe đã hoàn thành, đó là setup Trick Room. Từ lợi thế đang khá nghiêng về phía của Ben thì bây giờ mình thấy nó lại hơi nghiêng, đang nghiêng về phía của Leo hơn. Bởi vì các Pokemon trên sân của Ben lúc này thì đang bị hơi yếu nếu mà so với Moltres. Không có Pokemon nào có thể khắc chế được Moltres hiện tại. Lúc nãy thì có Hatterene có thể sử dụng Dazzling Gleam để khắc chế Moltres nhưng giờ thì không còn nữa. Lại một nước đi hay nữa đến từ Leo khi cho Registeel tấn công nhẹ Torkoal để làm mất máu. Torkoal thì Torkoal sẽ không sử dụng Eruption một cách tốt nhất được. Và Moltres thì setup với Nasty Plot thì Moltres mà setup xong với Nasty Plot thì cũng phải nói là hơi bị bá đó. Indeedee bây giờ có nhiệm vụ là dồn dam cho Torkoal rồi. Dùng đam với Helping Hand rồi. Registeel là sử dụng Protect. Một trận đấu mà Leo sử dụng Protect rất rất nhiều luôn. Moltres cũng sử dụng Protect. Lại một lượt nữa mà không có Pokemon nào gây đam. Leo giống như là đang cố gắng để trụ lại. Làm sao cho Trick Room nè, Psychic Surge rồi. Nắng trời cũng mất luôn. Nắng trời mà mất thì Torkoal hơi bị kém. Bởi vì cái chú thức hệ lửa sẽ không được tăng thêm 50% sức mạnh nữa. Mà như đã nói là khả năng tấn công của Torkoal là không cao. Torkoal tiếp tục sử dụng Burning Jealousy. Indeedee tiếp tục phải búp đam. Để xem coi là Torkoal gây được bao nhiêu đam cho hai đối thủ kia. Đây rồi, Torkoal cuối cùng cũng được ra đòn. Lượng đam gây ra là ổn, nhưng mà không đủ để KO. Registeel sử dụng Body Press, Fire Regret, khả năng cao là KO cả hai. Chính xác. Vậy là Ben chỉ còn mỗi Dust Globe. Từ đang nắm rất nhiều lợi thế từ sân của sân đấu luôn ấy, kiểu mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Mà chỉ vì mình nghĩ là chỉ vì mất Hatterene mà thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Dust Globe ra sân thì một đòn Fiery Crash của Moltres là lên đường ngay. Moltres còn đã được setup với lại Nasty Plot nữa rồi thì trận này Ben chắc chắn thua rồi. Nhưng mà tại sao cơ? Leo thì sử dụng Protect một cách rất là chính xác, canh đúng thời điểm, nói chung là quá hoàn hảo ấy, sử dụng Protect một cách quá hoàn hảo. Làm cho kéo sao mà tất cả các hiệu ứng trên sân đều biến mất hết. Mình nghĩ ở đây thì đúng là Ben đang thiếu đi một tay gây sát thương chính chủ lực, một tay gây sát thương nào đó tốt hơn là Torkoal. Trận đấu đầu kết thúc, luật thì là sẽ thi đấu đến khi nào ai thắng hai trận trước nên là chúng ta sẽ có một trận đấu thứ hai luôn. Cả hai đều ra sân với lại những Pokemon như trận đầu. Hy vọng là Ben có một Pokemon nào khác để làm một gọi là chủ công ấy, công chủ lực cho đi cho team. Nhưng mà Torkoal thì cũng tốt nhưng mà hình như là hơi bị thọt so với các Pokemon bên phía Leo. Kỳ này thì Ben không cho Indeedee tấn công mà sử dụng Follow Me. Vẫn là Snore giảm chỉ số Special Attack của cả hai Pokemon bên phía Ben. Hatterene thì vẫn chỉ có nhiệm vụ chính là setup với Trick Room thôi. Lại tiếp tục là Fiery Crab. Leonardo sử dụng những move gọi là y chang trận đầu tiên. Trick Room thì setup. Kỳ này thì mình nghĩ Hatterene phải cố gắng làm sao mà KO được Moltres
chính xác phải sử dụng Dazzling Gleam thôi. Nhưng chỉ sợ Moltres sử dụng Protect. Leonardo sử dụng Protect quá tốt. Indeedy sử dụng Protect. Moltres sử dụng Protect, chính xác luôn. Thực sự là Leonardo đang sử dụng Protect quá tốt. Dazzling Gleam đến từ Hatterene không gây được một lượng đam quá lớn cho Spectrier, mà lại ăn thêm một phát Snore nữa. Special Attack của Hatterene bây giờ giống như là đang là bị giảm nặng lắm rồi ấy. Vậy là Ben mang theo Glastrier, một Pokemon hệ băng, chắc là sử dụng các chiêu thức hệ băng để khắc chế Moltres. Trước Grim được setup rồi thì Glastrier là sẽ là Pokemon tấn công đầu nên cũng khá ok. Để xem, quan trọng là bộ chiêu thức của Glastrier có gì thôi. Lại một Fire Fiery Grass của Moltres và Knock Out Indeedy. Snore giảm Special Attack, nhưng mà Glastrier là giảm là chuyên về Attack nên cũng không đến mức. Nhưng mà mất Indeedy thì một cái tên chuyên về búp đam cho đồng đội thì cũng hơi mệt cho Ben. Toggle ra sân, vẫn là trời nắng. Sẽ setup trời nắng. Trick Room vẫn còn đang trong hoạt động nên là Toggle có thể sử dụng Eruption. Toggle phải sử dụng Eruption. Icicle Spear. Ủa sao tấn công Spectrier ta? Chắc là sợ Toggle không đủ đam nên là ban cho Glastrier tấn công Spectrier luôn để đảm bảo là có thể knock out được Pokemon này. Eruption. Ok, Eruption knock out được Spectrier. Còn Icicle Spear sẽ tấn công Moltres, nhưng Moltres dùng Protect rồi. Nên là Registeel. 3 Pokemon của Leo đang là 3 Pokemon giống y chang trận đấu đầu tiên luôn. Eruption. Toggle là hình như đang mang cho Spec nên là phải sử dụng Eruption. Lại là Protect. Moltres sử dụng Double Protect thành công. Nên là Toggle không gây đam cho Pokemon nào cả. Glastrier cũng vậy luôn. Đúng luôn. Wow, đây là phải là một tình huống mà mình thấy là khá may mắn dành cho Leo nha. Chứ nếu không thì khả năng cao là Moltres cũng sẽ lên đường ngay. Nếu mà phải Eruption rồi Glastrier Icicle Spear nữa thì Moltres khả năng cao là lên đường. Nhưng không ngờ là thành công sử dụng Protect hai lần liên tục. Một tình huống mình phải nói là khá may mắn. Nếu mà Moltres mà out thì khả năng cao Ben có thể lật ngược tình thế. Vậy là 4 Pokemon mà Leo mang vô trận này là y hệt trận đầu. Landorus, Rasen, Intimidate. Thì lần này thì Intimidate có hiệu quả hơn so với trận đầu bởi vì Glastrier chuyên về tấn công vật lý. Leonardo có lẽ là Dynamax Moltres. Có lẽ là không tin vào việc là có thể liên tục sử dụng Protect nữa là Dynamax để trâu hơn. Và Glastrier sẽ không gây được một lượng đam lớn lên cho Dynamax Moltres. Liệu Ben có Dynamax Glastrier luôn không? Và Ben quyết định Dynamax Toggle. Dynamax Toggle. Vậy là Glastrier. Không biết Glastrier có đủ đam để có thể đánh bại được Moltres không nhỉ? Toggle thủ trâu lắm nên là Fiery Grass Moltres không one hit KO được đâu. Căng rồi. Moltres mang Weakness Policy. Icicle Spear để giúp cho Weakness Policy của Moltres hoạt động. Giờ thì khả năng tấn công của Moltres được tăng khá mạnh đó. Một pha one hit KO đến từ Toggle. Và Landorus là người chịu trận.
cũng khá bất ngờ khi mà Toggle có thể one hit KO được Landorus đi chứ. Nhưng mà bây giờ là làm sao đây? Ben thay Toggle bằng Hatterene. Tại sao không thay Hatterene vô thay Glastrier nhỉ? Toggle vừa Dynamax mà. Vẫn liên tục là những pha Protect đến từ Leo. Chết rồi. KO Glastrier luôn. Thì Hatterene chắc được thay vô để setup Trick Room. Pha này hơi căng rồi. Vì không biết là nên setup Trick Room hay tấn công Moltres luôn ngay từ bây giờ. Và Ben để chịu thua luôn. Hai trận thắng liên tiếp dành cho Leo và Leo sẽ đi tiếp. Ben dừng cuộc chơi lại. Và đó là trận đấu giữa Ben và Leo mà mình đã coi được. Thì các bạn có thể thấy là Ben là một chuyên gia setup trick room, và cùng với IndyD thì có khả năng là sẽ phát huy được tốt luôn cả Expanding Force, rồi còn cộng thêm cả Toggle nữa, nên là thời tiết cũng được kích hoạt, ba thứ kích hoạt trong một phần sân, trong sân đấu. Nói chung là lợi thế thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là nó nghiêng hẳn về phía Ben, chiến thuật rõ ràng hơn. Nhưng mà mình thấy rõ ràng cái việc ở đây là Leo sử dụng Protect quá chính xác, và cũng có thể nói là gặp may mắn trong pha Double Protect của Moltres. Nhưng mà mình nghĩ là Leo đã biết được cái chiến thuật của Ben rồi, và đó kiểu như là đã biết được cách khắc chế được cái chiến thuật về môi trường sân đấu như vậy, nên là Ben đành chịu thua thôi. Và như đã nói thì kinh nghiệm của mình với PvP thì gần như là bằng không thôi. Và thực sự thì trong quá trình làm video hay là và theo dõi các YouTuber khác thì mình thấy được là rất nhiều người quan tâm đến cái chiến thuật Trick Room, và có thể nói đây là một chiến thuật căn bản và mà rất mạnh. Nhưng mà mình lại vô tình xem được trận đấu này và thấy Trick Room Expanding Force bị bẻ gãy một cách khá là dễ dàng. Nó là mình muốn phải chia sẻ cho các bạn biết về cái trường hợp này, cũng như là mong muốn là chúng ta sẽ có thể tìm hiểu xem lý do vì sao cái chiến thuật Trick Room mà Ben đã sử dụng, một người chuyên về Trick Room như vậy, mà nó lại thất bại một cách có thể nói là khá thảm hại ấy. Thất bại một cách gọi là quá kinh khủng. Không biết vì sao nó có thể thất bại được như vậy. Nên là hy vọng chúng ta sẽ có những cuộc bàn luận ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì video này của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. GG everyone.